nhìn thấy cô này thì cảm thấy rằng nhìn là thấy cô ở này ngoài khác, có thần thái tốt hơn, đúng vâng không? Đúng rồi. Tức là chảnh, em thích con gái chảnh, mà ngày xưa em cũng chảnh. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đổ luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa, không trả lời, rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi bất rồi, ngờ xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi em thích chị này, em thích chị này. Chào hai em. Vâng, hello anh chị. Vâng ạ. À, chắc là em xin tự giới thiệu, em là Ứng Duy Kiên, à, hiện tại giờ đang làm đạo diễn. À, còn em? Dạ, em là Huyền, em 32 tuổi, hiện tại em kinh doanh cửa hàng váy cưới. Huyền 32 rồi, Kiên dạ. Bao nhiêu? Em 27 tuổi. Vậy là Kiên bị già hơn Huyền nhiều lắm á nha. Em bị già hơn ạ. Cái tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Bọn em gặp nhau là vào một cái ngày làm việc. Bạn này bạn quay, còn em thì làm make up. Thì đợt đấy là bạn này bạn đang buồn, tại vì là vừa mới chia tay người yêu, đúng không? Vâng. Đợt đấy em bị lừa tình. Cái đó là cái câu chuyện này cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 2014 đó. Em đi làm cái dự án đấy thì là bạn bè có bảo là bây giờ mày đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì là cho em xem ảnh. Thì cũng đều hơn tuổi em hết. Người cũng bảo với cả em là bây giờ xác định, cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén rồi. Cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Thì tất nhiên là em xem ảnh thì em thích cô có con hơn, thì cô ấy trông ngon thật. Là cô thì... kia chứ không phải vợ em. Đúng rồi, xong rồi đến trường quay gặp cô kia thì lại không được như ý của mình. Nhìn thấy cô này thì cảm thấy rằng nhìn là thấy cô ở này ngoài khác. Có thần thái tốt hơn. Đúng vâng, không? Đúng rồi. Tức là chảnh, em thích con gái chảnh. Mà ngày xưa em cũng chảnh. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đổ luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa? Không trả lời, rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi bất rồi, ngờ luôn. Xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi em thích chị này, thích chị này. Thế còn em thì sao? Lúc đầu là không để ý gì thật. Rồi ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em. Có dễ dàng không? Không, lúc đầu cũng không dễ dàng lắm. Khoảng thời gian đầu em cứ chị rồi em rồi vâng vâng ạ. Lúc đầu là em không để ý đâu. Thì vì kém em tận 5 tuổi á, em nghĩ kiểu như là em thôi. Em chỉ nghĩ là vui thôi. Xong cũng ngoan lễ phép. Thì xong có tình cảm. Cà phê với nhau là ngồi nói chuyện nhau 4 năm tiếng. 4 năm tiếng luôn. Nhưng mà lúc đó là tụi em làm việc ngoài kia hay là trong này? Dạ ngoài kia. Bọn em cưới nhau xong rồi em vào. Cái lần mà anh ấy tỏ tình với em á. Dạ. Thì nó như thế nào? Lúc đấy là đi đưa nhau đi đi chơi về. Xong rồi nhắn tin, nhắn đến tận 2 giờ đêm. Tự đưa đẩy nhau tỏ thôi. Tỏ tình là đừng có điện thoại thôi. Tin chat với nhau, hôm sau người yêu nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là em đã xác định rằng là cái tình cảm mà em dành cho cô này đó là thật lòng. Bọn em có nói với nhau, yêu nhau thì mình cứ biết rằng là mình thứ nhất là mình yêu nhau mình phải thật lòng. Thứ hai là mình sẽ không gây phốt gì cho nhau hết. Thế là được rồi. Còn cái chuyện mà có như thế nào thì cái đấy tính sau. Rồi các em làm cái công việc là làm phim thì chắc chắn là sẽ thường xuyên đi xa. Vâng. Dạ. Thì đi xa thì có đi xa không? Đi xa, có đi xa là như nào? Tiếng là mình xa đó thì có đi xa. Ý anh Thuận hỏi em á là em có chén không đấy? Có chứ. Đấy. Yêu phải chén. Yêu là phải chén nhé, yêu không chén thì chán. Là sau khi tỏ tình đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Các lần đầu các bạn đi thì là nó là ở đâu? Đi khách sạn. Khách sạn đúng không? Đúng rồi. Nó vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chờ dụ mãi. Em hay là em dụ chị? Chắc là cả hai dụ nhau. Hôm đấy ra là vợ em có hơi mệt. Em bị ốm. Hai người đi xem phim với nhau. Đấy, xong rồi em mới bảo là... Đi xem phim và mắt thì nhìn vào phim nhưng mà đầu nghĩ chỗ khác. Đúng rồi. Thôi giờ về nhà sớm quá rồi thì nhớ nhau, không chịu được. Ra ngoài đi vậy, khách sạn đi. Thế là quyết định là đi khách sạn ở với nhau. Và ấn tượng. Chắc là trước rồi em toàn yêu trẻ con nên là nhìn thân thể của trẻ con em cảm thấy không thoải mái. Vì trông trẻ quá. Mà yêu người phụ nữ trưởng thành nên là nó sẽ là làm cho em bị cuốn hút hơn nhiều. Vừa vào phóc và là nhìn là em muốn luôn rồi. Nhìn chén luôn rồi. Rồi cái chuyện tình cảm của em á, với bạn gái em lúc đó đó, cái tình yêu của các bạn có công khai không? Bọn em phải khoảng 3-4 tháng sau bọn em mới công khai. 3-4 tháng sau. Gia đình mình đón nhận cái việc đó như thế nào? Gia đình là phải 5 tháng sau. Khi mà bọn em đã xác định bọn em đến với nhau rồi á, bọn em cùng nhau kinh doanh. Đến khi mà ra mắt bố mẹ hai bên cũng rất là thuận tiện. Gọi là các cụ phải tin rằng là
hai đứa đến với nhau là chúng nó có thể xây dựng một cái gì đấy, tạo cơ đồ đó. Cái quán đó là ở Hà Nội. Vâng, còn đấy là. Và bây giờ là tụi em đang ở Sài Gòn. Dạ, vâng, bây giờ tụi em định cư trong này. Vâng. Rồi ạ. Ồ, là tụi em có em bé chưa? Dạ em có rồi. Không động phòng dính luôn. Tụi em bắt đầu lập nghiệp đây thì mọi thứ nó suôn sẻ như Hà Nội không? Không có nhiều. Ở ngoài kia thì bạn ấy cũng có một chỗ đứng rồi, mà vào đây thì mình cái gì nó cũng mới ạ. Gần như rằng là thời gian đầu bọn em không có công việc gì. 5 tháng là 5-6 tháng liền. Sau 5 tháng thì mình khẳng định được cái vị trí và cái chỗ đứng của mình thì không phải. Sau 5 tháng thì bọn em có em lúc đấy thì em mới chuyển sang làm đạo diễn. Đó thì em làm gì? Trước đấy em làm quay phim với cả đạo diễn hình ảnh. Rồi là ở đây luôn chứ có ra Hà Nội trở lại không? Gần Tết thì em ra Hà Nội thôi. Ra trước khoảng 1 tháng thì Kiên còn bận việc ở trong này. Vợ với lại con là ôm nhau ra Bắc. Đúng rồi. Mình kiêng trong này luôn. Đúng rồi. Lúc đó kiêng sao? Ôi hoảng lắm chị. Hoảng sợ luôn. Rất nhiều thứ phải lo. Lúc nào ông lầm lũi ở nhà một mình. Có bị stress không? Stress chứ anh, em trầm cảm luôn. Giải quyết cái trầm cảm đó bằng cách nào? Ra với vợ thôi. Tức là như vậy là ông kiêng ông trầm cảm là vì ông nhớ vợ, nhớ con. Nhưng mà cái triệu chứng gì mà em khẳng định rằng đó là trầm cảm? Em hay nghĩ linh tinh. Rồi em cứ đi lại lại trong nhà nhiều, rồi làm một cái gì đấy em cũng bị đắn đo. Rồi em thức đêm nhiều này, rồi uống cà phê nhiều này, rồi làm việc cũng quá sức nữa, các thứ nữa. Nên là mình bị cục tính, làm cái gì cũng muốn chửi, làm gì cũng muốn đánh người khác. Đấy. Nhưng mà lúc em cục xúc, thực đấy là cục xúc. Lúc đó em biết không? Đến lúc mà bạn ấy ra rồi, em gặp chồng em rồi thì em hơi hoảng. Vì em thấy rằng là khác, em biết. Em nhận không được kiểu tình cảm ấy. Không kiểu tình cảm giống ngày trước. Lúc đó chắc xuống sắc lắm đúng không? Xuống lúc lắm đấy ạ. Bạn ấy gặp em mà bạn ấy mừng như là trẻ con được đi đi thôi mà em thấy như thế mới là kiểu cảm xúc thật ấy. Cũng hay mà. Đâu nhưng mà kiểu, bạn kiểu nói mà. Như thế nào? Bạn ấy kiểu ví dụ nếu bình thường đi chơi ít khi bạn nhận xét tiêu cực lắm. Nhưng mà đi là toàn nhận xét tiêu cực thôi. Xong rồi về tối về toàn ôm vợ, xong rồi bảo rằng là cái thời gian qua anh nhớ em lắm. Cả buồn thì lắm. Tức là mọi thứ nó đều trở nên gọi là hơi quá một chút. Đúng rồi. Mà nói đơn giản em đi trên đường thôi, mình nhìn thấy một cái xe đặt ngang đường rồi em cảm thấy khó chịu và rất là ghét và muốn tìm chủ xe chửi cho người ta một trận. Vậy hả? Xấu xí và đánh đá kinh khủng khiếp luôn. Trầm cảm như kiểu trầm cảm thay vợ. Trầm cảm xấu xinh. Xấu xinh. Rồi bây giờ thì tất cả mọi thứ là yên ổn hết rồi đúng không? Anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu ở chồng em thì có chưa ạ? Thì gần đây là hay cọc cằn. Hay to tiếng mà ngang á. Vâng, em bị cục tính. Ngày trước thì bạn ấy không nóng như thế đâu. Rồi bây giờ tới em nè. Bây giờ vợ em có thật xấu gì không? Hiện tại thì em chưa tìm được. Hiện tại bây giờ là em vẫn cảm thấy vợ em tâm lý vẫn đẹp. Em bừa bộn hơn chồng em nhiều. Đi đâu du lịch hay như thế nào á là toàn chồng em xách vali thôi à. Tại vì em mà xách thì lát sau chồng em ra chồng em bỏ ra xách lại. Rồi, đổ hết ra. Cái điều đấy cũng không quan trọng. Yêu em quá bạn chắc không nhìn những cái nhỏ đấy. Đúng rồi. Thì em cũng không hay để ý tới tật xấu của người khác, chỉ cái gì nó chướng mắt quá bắt đầu thì mình mới nói thôi. Hiện tại nó hoàn hảo. Vâng. Hiện tại. Như vậy chắc chắn là dùng từ hiện tại. Chưa biết được tương lai như nào. Không cần gì phải thay đổi đúng không? Vâng, đúng chính xác. Em có mong chồng em thay đổi gì? Em chỉ mong là chồng em thứ nhất là bớt ngang hơn. Với cả là nhẹ nhàng hơn thôi. Có nghĩa là trở lại như là kiêng của ngày trước á. kiểu đấy. Thì đúng rồi, thỉnh thoảng vợ em có nói là anh khác trước nhiều quá. Đó, cho nên giờ vợ mong muốn kiêng trở lại như ngày trước á. Vâng. Còn kiêng có muốn vợ thay đổi gì không? Không, em thì em vẫn muốn vợ em như này là. Nhưng mà cô ấy có khi nào mà quên đi cái bản thân mình để mà chỉ có lo cho chồng, mà lo cho con, lo cho gia đình mà không có cái thời gian cho bản thân mình không? Em á. Có chứ ạ. Đó. Nhưng mà thật ra nó nói có thế thì em thấy vợ em vẫn đẹp. Lúc mà vợ em đẻ xong ấy, thì mất khoảng 2 năm ở nhà chỉ có nuôi con rồi đọc sách về bỉm sữa rồi tất cả các chủ đề cũng đều chỉ vì là con thôi. Ra ngoài gặp bạn bè của em hay bạn của cô ấy cũng toàn nói chuyện về những cái vấn đề như thế. Nên là em cũng kiểu cố gắng để làm sao để cho vợ em đi ra ngoài nhiều hơn, rồi quan hệ nhiều hơn, rồi làm đẹp nhiều hơn. Vì thật ra đúng đất đấy là toành toàng. Trông cũng chán chán nhưng mà em là một anh chồng rất là tâm lý á chứ. Vâng. Đối với tụi em á, chị cảm nhận một điều á là Kiên rất là thương vợ. Dạ. Yêu vợ. Vâng, rất là rồi. Thương vợ. Em tìm được ở vợ em rất nhiều những cái cảm xúc mang lại cho em. Đúng rồi. Người vợ, người bạn,
Bạn ấy ở nhà mà em mà buồn, bạn có thể mặc xịp, bạn đứng bạn nhảy múa cho đó, em. Đó, đó. Đó chính vì vậy mà khi mà xa em một thời gian thôi, có một tháng trời thôi mà bạn bị trầm cảm là em biết là bạn thương em cỡ nào. Tức là em là một cái điều gì đó mà cần thiết vô cùng trong cuộc sống của bạn. Nó giống như hơi thở vậy đó. Em quá hạnh phúc khi em có một cái người đồng hành với mình như vậy. Thường những người đạo diễn họ, cái cảm xúc của họ thay đổi dữ lắm. Họ phải tìm rất nhiều chất xúc tác bên ngoài tạo cái cảm hứng. Nhưng mà em đã mang đầy đủ những cảm xúc đó cho bạn rồi. Thì thành ra là hai bạn á, là cũng giống như là món quà mà Thượng Đế á, cho tặng cho nhau á. Tức là ổng đem Kiên lại cho em, ổng đem em lại cho Kiên. Chị nghĩ là như vậy. Cần phải có nhau đó. Thôi xin chúc mừng hai em. Chúc tụi em hạnh phúc thôi. Chúc hai em hạnh phúc như thế này mãi mãi. Cô dâu ngồi đây. Đây đây, cô dâu ngồi bên đây. Lộn đây, lộn bên, lộn bên đó. Rồi xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Rồi bây giờ trước tiên mà hai bạn giới thiệu về mình. Vâng, chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con là Nguyễn Quang Thành, con đến từ Hà Nội. Con là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Con rất vui được gặp cô chú ạ. Con nhiêu tuổi rồi? 36. 36. Wow, trẻ quá ha. 36 tuổi là 36 là cháu nhỏ hơn chú có 4 tuổi rồi đó. Đó, nha. Rồi bây giờ mời bạn. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con là Bình An, con đến từ Hà Nội. Con là chuyên gia tâm lý. Trong vai trò đồng hành cùng các chị em phụ nữ về phương pháp nuôi dạy con và kết nối các mối quan hệ tích cực. Hay quá. Trời ơi, lần đầu tiên. Như vậy có nghĩa là hôm nay là bạn này có quyền hỏi chị em mình. Đó. Tại vì mình cũng đang rất cần một chuyên gia về tâm lý. Đúng rồi. Hiện giờ là đang bị stress quá. Thật ra là tôi vẫn còn là trong một cái giai đoạn là nuôi dạy các con nhỏ. Vẫn còn rất là nhiều khiếm khuyết nha. Nhờ nhân viên nói lớn à. Rồi. Nhất đi mic ở đâu? Nhờ nhân vật nói lớn. Ủa dây mic nào? Con là học trò của cô Thi Thảo đó. Thế là hôm nay trước khi đến đây là cô Thi Thảo có nhắn là đến thì nhớ gửi lời chào giúp cô Thi Thảo. Và cô Thi Thảo thì khen cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận rất nhiều. Nhớ không? Học nhớ trò. Thảo không? Dạ. Thảo là bạn Thảo. Em mà. Đúng rồi, quên. Diễn giả MC Thi Thảo ấy ạ. Vâng. Học trò sao? Con có học các cái chương trình về xây dựng nhân hiệu. Thảo cũng đã lên chương trình này. Vậy rồi. Vậy là sắp chuyển từ con sang anh chị. Rồi. Không, bây giờ mình chào lại đi. Vâng. Mình chào lại, mình giới thiệu lại đi, mình xưng là anh chị đi. Anh chị để hợp với cái nghề chút là chuyên viên tâm lý để bên đây tư vấn cho bên đây. Thế à. Chứ thật ra các bạn nhỏ hơn tôi không có nhiêu, nhỏ hơn tôi với chị Vân không có nhiêu tuổi chứ. Vâng. Ok. Em cũng thấy là rất trẻ nhưng mà lúc nãy 20 tuổi chị có quyền đẻ rồi. Thôi bây giờ làm lại nha. 2 3 mời em. Vâng, em là Nguyễn Quang Thành ạ. Em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý và chuyên gia tư vấn. Không sao. Lại. Mời em. Vâng, em là Nguyễn Quang Thành, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Hôm nay rất vui được gặp anh Quốc Thuận và Triệu Vân. Em bao nhiêu tuổi rồi? 36 ạ. 36 mà với trên cái khuôn mặt này là quá trẻ đúng không? Đúng rồi. Rất bà là trẻ luôn. Chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán. Vâng. Thú thật với em là anh không hề biết một chút xíu gì về chứng khoán cả. Vâng. Chị rành không dân? Me too. Không biết một, không biết một cái gì cả. Không biết một cái gì luôn có thiệt. Rồi bây giờ mời bạn vợ. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình ạ. Hay quá chị. Như vậy hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Wow, vậy vâng. Hả? Dạ. Vô đây hồi nào? Chúng em vào đây từ 14 tháng 7 cũng cùng trong chuyến công tác của em ạ. Vậy hả? Rồi chừng nào bay ra lại? Chúng em sẽ bay ra Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 8 ạ. Có nghĩa là vào trong đây làm việc. Dạ. Rồi kết hợp tham gia chương trình Vợ Chồng Son luôn. Dạ. Bây giờ anh muốn hỏi nha là các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào?
Hồi em xem nhiều lắm, hồi em mới kết hôn xong ấy, những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Thế sau đó là được được phỏng vấn cũng như là được mời về cái địa điểm mà không phải ở đây đâu ạ. Em nhớ mang máng là quận 4, quận 4 á. Đó. Quận 4, quận 3. Không, quận 4. Quận 4 ở cái phim trường chỗ gần gần cái cầu gần Sài Gòn á, đúng không? Dạ, dạ. Xong rồi có cái văn phòng làm việc và có rất nhiều anh chị ở trong đó. Không, vậy là quận 3, đường Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng, đúng rồi. Mình đâu có dẫn ở đâu bao giờ. Không, không phải. Đến để mà phỏng vấn đó. Đúng rồi ạ. Sẽ đến phỏng vấn trước và được trò chuyện về kịch bản trước ạ. Thế nhưng mà sau đó thì chúng em bận ý. Thế nên là chưa có tham gia được. Và em nói với chồng em là nhất định là phải tham gia Vợ Chồng Son. Bởi vì em rất là yêu quý chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cũng như là cái ý nghĩa nhân văn từ chương trình ạ. Xin cảm ơn em. Đúng là một chuyên gia. Lúc đấy thì mới gọi là Vợ Chồng Son ạ. Chứ bây giờ là có cháu rồi ạ. À, cái lúc đó mới là Vợ Chồng Son, đúng không? Không, cái Son ở đây là hai bạn, cho dù có ở với nhau bao năm đi chăng nữa thì cái tình cảm nó vẫn son sắc như vậy, vẫn dạt dào như thế. Nhưng mà thật ra mà nhìn thấy hai bạn đó là vẫn nghĩ rằng là các bạn vừa mới cưới, chứ không nghĩ rằng là đã cưới lâu đâu. Nha. Đó, biết sao? Tại vì cái thần thái nó hên hến á. Rồi, bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi. Cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em đi xe dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi ạ. Khoảng năm 2012, 11, 12 thì đấy. Tức là vẫn là sinh viên à? Đúng vâng, vẫn là sinh viên ạ. Thì có đi một cái hội thảo xong là người ta chiếu một bộ phim ấy. Thì xem người cười ấy. Xem cười, nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mím môi thôi. Nên là em nghĩ là cười duyên nên là em rất là thích. Nhưng mà là ngồi đối diện nhau hay là ngồi ở đây hai bên đó. Tức là em ở đây, bạn em đây và một bạn thì bạn này ngồi đây nữa. Thì là tức là vô tình mà gần nhau đó, đúng không? Chứ đâu có sắp xếp trước. Đúng rồi. Không. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hở răng. Đúng rồi. Cười ra đó. Cười duyên. Rồi. Ủa tại sao em lại cười không hở ra? Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Trước khi còn nhỏ, tầm em học cấp 2 á, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế sau đó là cái răng nó bị xỉn á. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Thế nên là em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và ngoài anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Chồng em cũng nghĩ là em rất dịu dàng. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó. Mà em lại có được một anh chồng như thế này. Dạ. Đúng không? Mà cái răng nó giờ làm lại rồi, đúng không? Vâng, em đã niềng răng và đã làm xong rồi ạ. Thế thì nhưng mà lần đầu tiên em gặp Hành thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Em không có ấn tượng gì cả. Vâng, vì em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi. Thì em ấn tượng nhiều về bộ phim, bởi vì bộ phim đó thì nói về cái động lực sống ấy. Và cái đó thì nó chạm đến em hơn, còn những thứ khác thì em không quan tâm. Em thấy anh này anh bắt chuyện nhưng mà em chả cảm thấy liên quan gì cả. Lúc đó là tụi em bao nhiêu tuổi ta? Cỡ 10 à? Nếu mà sinh viên năm nhất à hay là... Em lúc đó thì sẽ là sinh viên năm nhất. Còn anh xã em thì lúc đó khoảng là sinh viên năm tư rồi. Vâng. Thì em đâu đó vào khoảng 19 tuổi. Dạ. Như vậy là chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và... như là rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó, đúng không? Em nghĩ là cũng chưa đâu không, ạ. Không phải đâu ạ. Em thấy... cũng thấy là có duyên nhưng mà em thấy cũng có đặc biệt, nhưng em nghĩ là mọi chuyện, mọi sự nó tùy duyên đấy. Thì từ đợt đấy trở đi thì chưa hề gặp lại nhau. Khoảng một năm sau thì, khoảng gần nửa năm đến một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Wow. Trong dịp nào? Trong dịp tức là em là quản lý một cái nhóm là phát tờ rơi quảng cáo. Đấy thì bạn này có trong nhóm đấy. Là một thành viên trong đấy. Vâng, thì là đợt đấy em thiếu người. Thì em nhờ cái bạn mà ngồi cùng em đi xem phim ấy là tìm một người nữa để phát tờ cho chúng em. Thì bạn đó thì là đúng là bạn này, nhưng mà em không gặp, em không biết tên. Em cũng không biết hai người đấy là một. Thế thì sau bẵng một thời gian thì đến kỳ lấy trả tiền thù lao ấy. Thì em bảo là em kiểu bận em không đi ra ngoài được ấy, thì bạn chịu khó bạn đi học xong rồi bạn qua nhà em
thì em gửi tiền. Đấy thì là gặp đúng lại bạn thì mới nhận ra là đúng là cái cô ngày trước của mình là ấn tượng. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Chỉ có bạn này không nhận ra em thôi gì? Không, em thì em có nhận ra đấy ạ. Ừ, nhận ra đúng không? Vâng. 6 tháng trời. Có nghĩa là em không có một ấn tượng gì về chàng trai này trong buổi chiếu phim đó. Dạ. Mà gặp lại em vẫn nhận ra. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Ồ, dù không hay có quá. Ấn tượng gì em cũng nhớ. Bạn này nhớ bạn thì là chuyện bình thường. Với cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy, nên em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Nhưng mà công việc nó khấm khá không? Hay là chỉ đủ chi tiêu đỡ thôi? Tiêu vặt thôi ạ. Cái phần từ phát tờ rơi thì nó chỉ là một phần thu nhập nhỏ. Còn em kinh doanh thêm rồi em đi dạy thêm nữa. Em là người mà tự trang trải trong cái quá trình em đi học đại học. Ủa là sao mà chậm trả tiền cho nhân viên dữ vậy? À, một phần là kiểu em đợt đấy em bận ấy. Hai là bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông vượt tiền mình không? À, em thì em không nghi ngờ gì, nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Tức là trả chậm nó phải không? Cái lần trả chậm lâu nhất là mấy ngày? Mấy ngày sau mới đưa? Em thấy cũng phải gần 2 tuần đấy ạ. Ủa vậy là chậm đó. Thế rồi em quyết định sao? Em có tới tận nơi em đòi, sờ tận tay dây tận chán luôn? Có ạ, anh em bảo là em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm ở đấy và em chồng em nấu bữa cơm thế cho để... em biết là bạn em không thích, nhưng em bảo là nếu mà qua đi học xong mà qua nhà anh đi học xong mới qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm được. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích cô này rồi đúng không? Là đã có cảm tình với cô chứ? Vâng, cũng chung là cũng thấy là có cái đặc biệt thì cứ thử tiến tới xem thế nào. Có nhiều nhân viên phát tờ rơi như vậy là chắc chắn là sẽ có nhiều cô gái đẹp. Vậy thì là trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa, lúc đó chưa có cô gái chôn nào. Lúc đó là vẫn còn độc thân vui tính luôn. Vâng, chưa yêu đương gì. Thế còn yêu nhưng mà chưa ai yêu lại. Chưa đâu ở với đâu đúng không? Chưa đâu ở với đâu. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Em thì lúc đấy em đang có người yêu rồi. Dạ. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Thế hôm anh nấu món gì đấy? Đậu xào thịt bò. Cả rau muống luộc. Là chỉ có hai đứa ngồi ăn thôi. À, còn bạn cùng phòng của em nữa, bạn trai cùng phòng của em nữa. Món gì nữa nào? Thế... hết rồi đấy. Ba món. À, trứng rán nữa thì phải. Ba món. Thời điểm đó đấy, giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Chị nói cho em biết thật. Sinh viên mà ăn ba món mà là thịt bò mà xào đậu này, trứng rán này. Trứng rán có đúc thịt không? Không, trứng rán không đúc thịt. Thế à? Rồi anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy. Có cà pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc hôm ấy gục vì bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ, các cô dễ gục lắm. Thế thì là từ cái bữa cơm đó, mình lấy cột mốc từ cái bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Để em nói tiếp cái đoạn ông đấy, tức là em biết chỉ nấu từ đấy món thôi. Không nhiều. Chỗ tài đúng bí quyết thôi đúng không? Thì hôm đấy xong thì bạn về. Em trước khi về em mới bông đùa, em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Thả luôn đó. Thả thính. Thả thính luôn. Ôi. Rồi sao đó? Sao? Em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ. Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á. Thì em gọi cho anh này. Thế anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt. Sửa máy tính nữa là chắc chắn là sẽ để lại một ấn tượng trong em đúng không? Nhưng mà thật ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em thì thực ra là em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. À, thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả, cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là như thế nào là phù hợp nhất với mình. Thật ra là không phải là có người yêu. Dạ. Mà là có nhiều người theo đuổi mình. Dạ. Và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này. Dạ. Đúng không? Lúc đó là em hiểu, có cảm tình với nhiều một đối tượng. Một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Thế nhưng mà lúc đấy đà là đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ.
nghĩa là sau này răng vẫn xấu, răng vẫn chưa, răng vẫn chưa sửa, răng vẫn mẻ. Nhưng mà lúc em phát hiện ngay chưa? Lúc ăn cơm là phát hiện không? Có một lần là em kể chuyện gì cười lắm, buồn cười lắm, nên là cười to nó không che được, thì em biết. Là em thấy phát hiện ra đúng không? Thấy răng nó cứ lên xuống nhất ngủ. Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chất trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Vậy thôi đúng không? À, rồi thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Không nhớ luôn à? Cũng khoảng 9 tháng đến 12 tháng ấy. Đó là quyết định là thấy người này là phù hợp với mình. Dạ. Tức là chỉ sau cái lần sửa máy vi tính cái gì? Vâng, đúng rồi ạ. Sau chỉ sau sự kiện đấy thôi. Sau kiện đấy đúng không? Sau máy vi tính thì bắt đầu bén duyên với nhau. Sau máy vi tính là đã mến nhau chắc chắn rồi. Lúc đó là đổ rồi. Chị nói em cái bữa cơm đấy là đã là ngất ngây rồi. Là một thứ coi như là sắp ngã. Đúng rồi, xong rồi sửa máy vi tính xong một phát. Ngã luôn. Ngã vào lòng ảnh. Đó là 9 tháng sau đúng không? Nhưng mà là ai là người tỏ tình? Đó. Tỏ tình lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Em thì vẫn kiểu phân vân ý, không biết là anh này hay là anh khác. Kể anh nghe coi cái buổi mà ảnh tỏ tình là nó như thế nào. Thực ra chồng em thì cũng chỉ nói là anh thích em thôi, rồi hay rủ em đi chơi, hay rủ em trò chuyện. Em nghĩ là có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần mà em đi chơi ở Hồ thì chồng em có kiểu hôn ấy. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Như vậy có nghĩa là lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. Trời ơi. Phân vân lâu thế. Chốt luôn. Vâng. Em thấy là em lý trí mà, thế nên là em suy nghĩ. Thế thì từ sau nụ hôn đó rồi mới phát xác định được hay là như nào? Vẫn hay là phải sau nữa? Phân vân nữa, hôn xong phân vân sau. Tại vì ảnh chưa có được gọi là coi như là trơn tru lắm. Hôn như mà vẫn còn gượng gạo, vẫn còn gượng gạo. Đó, đúng không? Cũng không hẳn, tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học. Mà em thấy là hơi ham chơi game. Kiểu thế, để xong thế rồi còn sủ nhi đúng không? Vâng, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy. Mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Thế là em cũng hơi e ngại. Còn một cái anh 81 đang tán em hồi đó thì anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đến cái điểm nào và đến cái dấu ấn nào mà em quyết định là em chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà, trong gia đình của anh ấy thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không? Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh nào đấy đang cạnh tranh với mình. Đấy, em phải biết chứ, em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, tại vì em nhớ có những lần rất là lạ, tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường. Thế xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có bao giờ gọi, đừng có liên lạc với em nữa. Thế sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy. Lại đang confused đấy. Không, tức là lại thấy sự thất vọng gì với anh 81. Tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc mới đang đi chơi với anh 81. Thì đấy, nhưng mà đang sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981, thế là chuyển lại bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi. Cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Đấy. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em, có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có. Linh cảm thậm thôi. Chí là còn có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình luôn. Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi với nhau, sau nghe điện thoại đi ra ngoài. Em có truy không? Em có truy không? Em không. Không truy luôn. Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ ấy. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng. À. Ôi nhưng mà là biết rồi thì bởi vì mới có một sự cạnh tranh như vậy. Đúng không? Mà bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á thì bên ủa tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là
chốt hạ luôn, chốt hạ luôn đấy. Dạ. Tại sao, lý do? À, không, rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy, thì em cảm nhận được yêu thương và có một cái sự ấm áp. Ừ. À, ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu. Ông bà là giáo viên. À, thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy. Thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng. Ừ. Ông bà rất là thương em. Thế nhưng mà đến cái 1981 là em có về nhà bên đấy chơi chưa? Em cũng về nhà bên đấy rồi, nhưng mà em lại không có cái cảm giác đó, là không có ở bên đây đấy. Vâng, thấy chưa? Và em cảm thấy về là hai gia đình cho đấy, nên so chị mới nói với em á, là phụ huynh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề hạnh phúc lứa đôi. Hay quá. Đấy, cho nên chúng ta là những bậc phụ huynh là chúng ta phải hết sức gọi là sao khéo léo và cân nhắc trong cái chuyện là hạnh phúc của con mình. Cảm ơn là chị. Nằm trong gọi là trong cái tầm của mình luôn đó, thực Bây giờ em sẽ cố gắng để 12 năm sau để em giúp các con của em. Đúng rồi, em nhớ nha. 12 năm sau. Đó, hy vọng là 12 năm sau chị em mình vẫn còn ngồi đây đó, để mà chị sẽ góp ý thêm với em về vấn đề. Không phải là 50 năm nữa chứ chị. Cái chương trình này á, ở bên Nhật á, là cái người MC á, là họ làm từ năm họ 18 tuổi. 18 tuổi cho đến lúc mà ông 70 mấy tuổi ông vẫn còn dẫn cái chương trình này. Ông vẫn còn té ghế luôn, khỏe nhỉ. Cho nên nó hên lắm. Tại vì các cặp vợ chồng lấy nhau liên tục mà. Cho nên là vợ chồng son không dừng được. Vâng. Rồi, như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Rồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Có hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Dù là em không thoải mái lắm nhưng mà em vẫn suy nghĩ. Thế là có một lần anh 81 anh đến nhà chơi. Thì tại vì em vẫn đang phân vân giữa hai đối tượng nên em vẫn để kiểu chăm sóc, dành thời gian cho cả hai. Thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đây đến. Thế là anh ấy phi xe máy anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe. Cứ nói chuyện nhau bình thường thôi. Em nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy? Vâng. Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì rồi anh đến lâu đưa anh ăn gì không? Thế thôi. Nhưng mà em là người chủ động hỏi. Vâng. Là anh kia. Anh kia cũng hỏi em. Hả? Vâng. Và nhưng mà cuối cùng thì ai là người ra đi? Có nghĩa là chắc chắn ai biết trước là, ấy, ý là cuối cùng ai biết về chắc trước? Chắn là cô này là chọn em rồi đó, nhưng mà sau cái buổi đó, có nghĩa là sau cái buổi đó gặp nhau đó thì ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước. Đó. Đấy, ngay ông tại, không, tại vì cái này là nó là khách quan thôi. Tại vì em là lúc đấy em đi làm một cái nghề là xin thẻ điện thoại ấy. Đấy, còn anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy, là sếp gọi điện nhiều quá. em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ hạt cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không lì được, ông phải về. Không chần chờ được ông nữa. Về. Không chần chờ được nữa. Rồi về trước sếp gọi. Và đi về là như thua. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn, rồi đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kẹo trên rồi. Bây giờ lẹ luôn để mình qua tới cái vấn đề coi như yêu nhau. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ đừng có nói còn nữa nha. Còn chút nữa thôi ạ. Rồi. Nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là 90% lúc đấy đó thì em cũng chọn. Rồi coi em. Như là chọn anh này đi. Vâng. Rồi bây giờ là các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay không. Là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em cũng như kiểu là đối thủ ân oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ. Thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Về vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khắc khẩu đấy. Khắc khẩu, khắc khẩu. Cãi nhau rồi có choảng nhau cái, không? Cái tầm năm thứ ba ấy thì là cũng lên ý định là cưới nhau rồi. Nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc mà em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới rồi, và đòi chia tay. Thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em có gặp em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành ấy. Nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ nếu mà còn yêu nhau thì sẽ lấy được mình sẽ đến được với nhau.
Thế thì lần lần lấy lại là cưới thật. Tức là yêu nhau say đắm đến 3 năm rưỡi thì bắt đầu xung đột. Đấy, xung đột rồi chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Vâng. Nên xong anh ấy quay lại quyết định là cưới, là cưới luôn đấy. Là cưới luôn. Đúng không? Như vậy là cưới nhau, yêu nhau 4 năm thì cưới, nay là được mấy năm rồi? Bạn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. Tháng 10 này là tròn 7 năm. Là 11 năm. Tính từ lúc yêu. Đúng rồi. Cưới. Thế mấy cháu rồi em? Một cháu, mấy tuổi? Cháu 3 tuổi. Ôi thế vẫn còn son nhỉ. Lấy nhau 7 năm rồi xong rồi lại còn cữ đến 4 năm sau rồi mới có con ấy. Ủa nhưng mà sao lại tới 4 năm sau? Bạn em thì kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Thế nhưng mà sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thì vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Và bạn em rất là bất ngờ về sự có mặt của bạn ấy. Thật ra nhiều khi là hạp phong thủy đấy em. Có thể nói là cái nhà trước các em lại không hạp. Hạp một chút gì đó trong cái việc gọi là con cái. Mà về nhà mới thì anh tin những cái đó hạp. Rồi chắc mình hỏi luôn. Thế về ở với nhau trong như thế là son với nhau được những 3 năm. Dạ. Nhờ, 3 năm. Thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Yêu nhau là 4 năm rồi nhá, ở với nhau 3 năm. Thế rồi có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Lãng trí. Ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết, mẹ em không nấu cơm. Thế bà không biết đâu, bà thì bà vẫn nấu ấy. Cho bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Và một lý do nữa tức là mẹ em lại rất ít khi dùng điện thoại. Đấy. Sao? Mẹ em rất ít khi dùng điện thoại. Đấy, cho nên bà cứ hay đi làm vườn ở dưới đồng ấy, xong bà để điện thoại ở nhà mà không biết. Đấy là cũng bà lại cũng không, lúc đấy bà cũng chưa biết đọc tin nhắn luôn cơ. Nên là ví dụ vừa em bảo là nhắn tin bảo là em con không ăn cơm nhà thì cũng không đọc được ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở cái chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái, mới có con được. Không bị áp lực đấy. Chứ không phải là phong thủy đâu em. Tại vì khi mà con cái là cái vấn đề tâm lý nó cực kỳ quan trọng. Cứ phải thoải mái, nhiều khi sinh sang thì đánh đùng phát là có. Đấy. Thế rồi trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á, cưới thì là ngoài cái việc gọi là các em khó có con thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Em nghĩ là bọn em cái chuyện mà mâu thuẫn rồi hay cãi nhau rồi thậm chí là em cảm thấy kiểu không thể kết nối được với chồng em thì nó là một cái chuyện lúc đầu. Nhưng mà đến năm 2020 thì cũng có một cái biến cố nó diễn ra, lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng. Thì anh xã của em là bị ốm. Và ốm đó là ốm về tinh thần đấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Và lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều. Tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản á. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Thì em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Bởi vì trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, rồi có trách nhiệm về gia đình này, chăm sóc con nhỏ rất là chu đáo. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ, rồi không kiểu không tinh tế, không ngọt ngào các thứ. Và lúc nào em cũng kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo, thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi, là có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Ví dụ như cái biến cố đó nó là tai nạn thì sao. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà. Nhưng mà em có nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý em, của chồng? Em có nghĩ nó là một phần. Nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy rồi. Tức là anh xã em là một người mà sẽ khó khăn khi mà vào những giai đoạn nhiều cái thứ áp lực nó dồn lên. Thì thời điểm đó thì mới cả anh xã em là người mà kiểu trước đây á, là anh xã em tự áp lực về bản thân mình.
tức là coi trọng cái việc làm kinh tế này, coi trọng cái việc có tài chính cho chính bản thân mình và gia đình. Anh ấy hướng đến cái sự thành công trong một cái nhanh chóng ấy. Em vừa nhắc tới cái chữ tài chính ấy, dạ. Thì cái năm đó là một cái năm mà chúng ta bắt đầu ảnh hưởng vì dịch. Đúng rồi ạ. Cho nên một phần con còn quá nhỏ. Đúng ạ. Rồi chắc chắn công việc em cũng bị ảnh hưởng và chồng em lại làm bên cái phần mà về tài chính nữa, cho nên có là ạ. Rất là khó khăn, cho nên áp lực nó càng nặng nề hơn nữa. Đúng ạ. Cho nên là anh nghĩ là ảnh hưởng đến chuyện tâm lý là chuyện rất bình thường. Dạ. Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy. Chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em. Thế nên là vì là thức đêm để cho con uống sữa rồi hút sữa cho vợ rồi thay bỉm các thứ cho con thì kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Em thì cái chuyện đấy thì rất thoải mái, em dễ ngủ. Nhưng mà với chồng em thì thức là chồng em thức luôn. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Mà có cái hàng hóa nhỉ? À hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, đó, đó. Ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và đấy. Và cứ như thế để trở thành một cái sự áp lực. Đúng rồi. Nặng nề lên chồng em. Đúng ạ. Chính xác. Mà thôi bây giờ thì là mọi thứ là bình thường, nó ổn nó, hết chứ. Rất là bình thường ạ. Cũng trộm vía là anh xã em cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Thì bác sĩ ở trong viện 103 đấy cũng là một người bạn hỗ trợ em trong nghề nữa. Thì cũng nói với em rằng là chồng em rất là hợp với cái thuốc điều trị, cũng như là vì em làm về tâm lý, cho nên là khi em hiểu về bệnh thì cái cách tương tác, sự thấu hiểu của em với chồng em nó lại trở về một cái sự cân bằng. Và ôi, chúc mừng. Rất là may mắn. Thế còn có nghĩa là bây giờ là vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Thế có còn cái gì nữa không? Hay là qua cái thời gian mình bệnh xong rồi vợ mình thay đổi hoàn toàn, cho nên không còn cái gì xấu nữa? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây, đùa nhây hay là cũng nói nhây, nói thế dài. Ví dụ có mỗi một chuyện thôi nhưng mà nói có thể là mất 15 phút xong. Mà trong khi em đã nói là em biết rồi, em hiểu rồi. Em vẫn nói. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà. Mà diễn giả được. Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em mà hiểu. Em cố tình em nói đúng không? Vâng. Có những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? Chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng. Xong rồi làm việc riêng ạ. Tức là tỏ ra không lắng nghe. Rồi nói hoài rồi mai mốt nó nhập viện nữa. Không đâu. Tức là có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi. Đấy có. Thường xuyên. Đấy tôi nhìn là tôi nghĩ ngay rồi. Thường xuyên luôn. Ừ. Đâu là thí dụ với. Thường xuyên luôn. Là làm gì, những hành động gì? Véo này. Có những bà vợ là véo này, như là véo cái cấu này, không có những bà vợ nhũ này, đó nhắc nhũ không đây, đây thì bắt đây rồi, không ăn nhũ, có bầm không? Cũng không bầm nhưng mà nó cứ nhói nhói gì rất là khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Không, ít ít thì thích chứ còn nhiều. Vừa phải phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì anh? Thực ra thì nói chung là vợ em như thế này em vẫn chấp nhận được, cũng không, cũng chưa cần là thay đổi gì. Cứ như thế không cần thay đổi. À với cả là đợt này vợ là đợt này thấy cũng hơi ham công việc nhiều, hay là mong là bớt lại. Mà bớt lại thì để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy là cái cần thiết nhất. Nếu mà có đấy. Thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Nhiều hôm là đi về muộn lắm, toàn cứ 8-9 giờ tối mới về. Đấy. Ôi, 9 giờ tối mà nó đã cho là muộn rồi em ạ. Thế thì chúng mình có lỗi với chồng với vợ chúng mình quá cơ. Khi em về tới nhà
là gà gáy luôn đấy chị. Ấy, chị mà còn thế mà huống hồ thằng nó là con dai. Em 3-4 giờ sáng thì 3-4 giờ sáng ấy có hôm cứ quay là đến khi 1-2 giờ mới về đấy. Hai chị em mình có lỗi với chồng mình quá cơ. Xong, đều biết không? Về xong là 6 giờ sáng. Đấy. Chị quay cho nó đó mà nó dìm chị với chị Hồng Đào đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em này. Ừ. Cứ làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay mà tới 6 giờ sáng ngày mai nó mới cho về. 2 tiếng. Đấy. Lỗi tại nhà sản xuất đó em. Nó sản xuất luôn á. Không có đâu. Rồi, bây giờ không có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn. Bớt công việc lại. Đúng không? Dành thời gian cho chồng, cho con nhiều hơn. Nghe, được không? Đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Dạ. Nhìn làm nhiều việc, nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi, bây giờ tới em đó. Hồi nãy giờ là nghe em khen về ông bố bỉm sữa này rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh, đây là cái phút giây mà chúng ta nói về những cái tật xấu của đối phương. Đó, thì bây giờ tới em đó. Thực ra thì trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ấy, tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả. Cứ nguyên vẹn như thế này, khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thoải mái và có được cái sự đồng hành cùng với em là được rồi. Còn lại thì em nghĩ là mọi thứ trong cái hành trình cuộc đời á, nó là nhân duyên và em nghĩ là bản thân mình là cái người thay đổi thì cái người chồng của mình á, sẽ được ảnh hưởng theo. Và thực tế thì em thấy là trong nhà em ấy thì cứ em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất là nhịp nhàng, không vấn đề gì cả. Vâng. Thực ra là chị thấy á, em là cái người đàn ông của gọi là của gia đình. Khi mà em đã xác định em lấy vợ rồi á, em tự đặt em vào cái vai trò là bắt buộc mình phải là trụ cột của gia đình, phải bao quát về mọi thứ. Nhưng mà em phải nhớ là bên cạnh em là có một con ngựa chiến tuyệt vời. Cho nên rằng em đừng lo, em cứ an tâm là trong gia đình á, cứ 50-50 cho chị. Cứ 50-50 cho chị. Thì như thế có nghĩa là hai đứa đều giữ được cái đầu óc, đỡ cái phần áp lực trong công việc, đúng không? Dạ. Rồi 50% kia để dành cho nhau. Đó, vì là hai đứa tụi em là song kiếm hợp bích á, thì gia đình tụi em không bao giờ có cái chuyện mà không thành công, không bao giờ có cái chuyện là không no đủ. Cho nên cứ yên tâm vấn đề đó. Để cho đó thư giãn, thoải mái. Vâng. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Cảm ơn các em. Dạ. Cảm ơn anh chị ạ.